thiên nhân thiện ác giả, nhân giả, quốc độ thu diệu giả, quả giả. Nhân thiện tác độ diệu, nhân ác tác độ liệt giả. Đoạn này kết thúc phần trước, mở ra phần sau, tổng kết những điều trước đây đã nói. Từ đó có thể biết sự việc tịnh độ này hoàn toàn do nơi tâm con người. Tâm có người thiện, quốc độ sẽ di diệu. Tâm con người không thiện thì quốc độ thô. Dùng thế giới chúng ta so sánh với thế giới cực lạc, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta nhìn thấy đoạn sau nói về 48 nguyện là biết rồi. Nhìn thấy chánh báo, ở nơi đó có 32 tướng liền rõ ràng. Từ đây có thể biết trái đất nơi chúng ta cư trú và thế giới cực lạc không khác gì nhau, đều là nơi cư trú này do tâm con người biến hiện ra. Phật nói rất hay, cư dân ở nơi thế giới cực lạc đều là thượng thiện nhân câu hội lại một chỗ. Không những là thiện mà là thượng thiện, cũng tức là nói thiện đến cực điểm. Mỗi người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là thượng thiện. Có lẽ chúng ta hoài nghi, đây chính là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cho chúng ta. Chúng sanh trong ba đường ác, chúng sanh trong địa ngục, mang nghiệp tập cực trọng. Tập này là tập khí, nghiệp tập của thật ác. Họ giảng sanh đến thế giới cực lạc, thế giới cực lạc cũng là tốt đẹp như vậy sao? Đúng vậy, không sai tí nào. Đây không phải là có sai khác so với những điều nói trong kinh giáo sao? Khác nhau sao? Đạo lý này chúng ta nên hiểu. Họ mang nghiệp tập thập ác, ở thế giới cực lạc không khởi tác dụng. Vì sao vậy? Vì không có duyên. Mang tập khí là nhân, nhân nếu như gặp duyên mới khởi tác dụng, mới phát tác. Nó không có duyên, cũng tức là nói thế giới cực lạc duyên mà họ gặp được đều là thiện duyên. Thế giới cực lạc không có người ác. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta có thể tưởng tượng được, ngoài nghe kinh nghe pháp ra, chỉ là niệm A Di Đà Phật,
Tâm địa mỗi người đều thanh tịnh quang minh, pháp hỷ sung mãn. Môi trường y báo này làm sao mà có thể không dịu được? Ngược lại, nhìn thế giới này của chúng ta, cho dù từ nhỏ đọc sách thánh hiền, có công phu sâu dày, môi trường sinh hoạt của chúng ta là một thùng ô nhiễm lớn. Thùng ô nhiễm gì? Thùng ô nhiễm ngũ nghịch thập ác. Ở trong cái thùng ô nhiễm đó mãi, họ có thể không bị ảnh hưởng được sao? Thùng ô nhiễm này là duyên. Chúng ta liền hiểu được. Ở thế giới cực lạc, thứ mà quý vị bị nhiễm là kinh giáo đại thừa, là tánh đức vô lượng. Trong đó không có ác. Chẳng những không có sự việc ác, điều này Phật đã nói qua, ngay cả danh từ ác cũng không có. Quý vị cũng không nghe đến. Ở đây chúng ta nói sát đạo dâm vọng, thì giới cực lạc không có ai nói về mấy chữ này. Nếu như có người nói, sẽ làm câu dẫn tập khí của quý vị ra ngoài. Không có ai nói, quý vị không nghe thấy. Thử quý vị nghe được toàn là tận thiện tận mỹ của việc thiện. Môi trường như vậy. Cho nên, tại thế giới của chúng ta, người công phu có thâm sâu hơn. Nếu như 3 ngày, 5 ngày không đọc kinh, không niệm Phật, tập khí phiền não của họ sẽ xuất hiện. Quý vị nghĩ xem sức mạnh nhiễm ô trong môi trường này to lớn biết bao. Cho nên trong môi trường hiện nay, chúng ta phải học tập. Khổng lão phu tử nói là trung thư, cũng tức là phải khai mở tâm lượng, thông cảm cho những chúng sanh đáng thương này. Gốc rễ sâu dày biết bao. Nếu như không đọc kinh, không nghe kinh, không niệm Phật, thì không chống đỡ nổi với những ảnh hưởng tập khí bên ngoài, không thắng nổi. Năng lực mê hoặc ở bên ngoài quá lớn. Cho nên chúng ta luôn luôn nhìn thấy việc đọc sách là rất tốt. Ngày xưa hành vi không như vậy, hiện nay vì sao lại trở nên hư hoại rồi? Quý vị quan sát tỉ mỉ thì sự trở nên xấu xa là điều đáng phải thị. Nếu như nó không trở nên hư hoại thì họ chính là Phật Bồ Tát tái lai rồi. Họ sẽ không hư hỏng. Ngoài ra còn có một dạng không phải là Phật Bồ Tát tái lai, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc kinh. Đây chính là mỗi ngày dùng những thứ này để tăng thêm sức miễn dịch cho họ. Họ có thể chống đỡ được. Những virus kỳ quái bên ngoài họ có thể chống đỡ được. Kinh giáo vừa mất đi thì không được rồi. Họ không còn năng lượng này nữa.
Ngay cả Nho Gia ngày xưa cũng nói, ba ngày không đọc sách Thánh Hiền thì mặt mũi đáng ghét. Hà huống là Phật Pháp Đại Thừa. Cổ Đức thường nói, đạo là thứ không thể rời xa ngay trong mỗi sát na, thời thời khắc khắc không thể rời xa. Đặc biệt là môi trường ngày nay, chúng ta không thể không biết. Bản thân chúng ta hiểu được, bản thân thật làm,